Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Trôi Mobile, kênh mua bán quốc gia rẻ. Hôm nay ngày 7 tháng 12 2020, mình lại có một số máy quay lên cho anh em. Anh em tham khảo mấy sản phẩm, sản phẩm nào thì alo cho mình để biết thêm chi tiết cũng như là để đặt hàng mọi người nhé. Bên mình thì cửa hàng ở 133 Lương Thế Vinh, Hà Nội, có ship COD cho mọi người ở xa nhá. Mọi người ở tất cả thích khác nhau thì khoảng 3 đến 4 ngày thì có thể nhận được hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán mọi người nhé. Những sản phẩm nào mà trên 2 triệu là dưới 2 triệu thì mọi người cọc từ 50.000 100.000 cho mình, bởi vì là mình rất là sợ mọi người đặt hàng xong rồi mọi người không lấy nhá, nên là mọi người cọc cho mình để cho nó tạo một cái tin tưởng, gọi là ok. Hôm ngày hôm nay thì mình có một số máy như sau, đó là iPhone 7 Plus anh em nhé. 7 Plus máy 128GB này, bản quốc tế, hình thức thì cũng khá là đẹp đó, 7 Plus quốc tế 128GB anh em nhé. Rồi tới A9 2016 A9 Pro anh em nhé, pin 5000. iPhone 6 mất vân tay 64GB 1.3 triệu. Rồi là A5 2016 A510 anh em nhé, máy hình thức cũng khá là ok, nguyên zin nguyên mạ luôn, rất chắc chắn luôn. Mi 5 Plus anh em nhé, Mi 5 Plus này khá ok nhé. Z2 Pro, à đâu, Z400 nhé, Z400 đó, con này chỉ 1.2 triệu thôi. Đó là tới Z7 Lite, Oppo Z7 Lite này thì vỏ nhôm anh em nhé, màn hình là màn Super AMOLED, riêng cái màn của con Oppo Z7 Lite này thì cực kỳ đắt nhé. Màn Bose Belay này, anh em nào biết thì cái màn nó cực kỳ đắt này. Rồi là cuối cùng thì Samsung Z2 Prime nhé. Z2 Prime ngày hôm nay thì là bán 800.000 đồng. Ok, vừa rồi mình nói qua một số sản phẩm mà mình có trong video lần này. Bây giờ thì mình sẽ nói chi tiết hơn nhé. Thì mình ở một đoạn Lương Thế Vinh, Hà Nội. Em nào gần thì có thể qua xem hàng trực tiếp. Và số điện thoại của mình thì mình cũng để ở phần mô tả video, cũng như là link Facebook của mình mọi người nhé. Mọi người xem video thì đừng quên bấm đăng ký kênh, chia sẻ kênh để theo dõi những điện thoại mà mình quay lên kênh để cũ giá rẻ nhé. Đầu tiên thì là một chiếc 7 Plus anh em nhé. 7 Plus con này thì cầu bộ nhớ của nó là 128GB. Giới thiệu này, đó anh em nhé, 7 Plus này 128GB. Máy con này thì đảm bảo anh em là main zin màn zin hết anh em nhé. iPhone 7 Plus 128GB này, hình thức bên ngoài thì được khoảng 98%. Đó, hình thức bên ngoài khoảng 98% anh em nhé. Máy màu đen. Đó, cam sau của 7 Plus này thì là cam kép. Nói chung là cái dòng 7 Plus này thì camera thì khỏi phải nghĩ rồi anh em nhé. Đây anh em xem này, mình vẫn dùng con 7 Plus này để quay video đăng lên cho anh em xem. Đó anh em nhé, 7 Plus, cái cam của nó cũng rất ok này. Ok, chiếc 7 Plus này thì pin của nó là 100% nhá. Còn tất nhiên là pin thì đã được thay rồi. Nhưng mà mình đảm bảo pin này thì bảo hành được 1 năm cho anh em nhá. Pin mình thay là bảo hành 1 năm. Đảm bảo là pin rất ok nhá. Chỉ thay pin thôi. Tất nhiên là 7 Plus bây giờ thì pin nó sẽ hao rồi, nên là mình sẽ phải thay cho anh em. Nên là anh em dùng pin sẽ không phải thay nữa nhá. Rất là nhiều anh em mua máy về hỏi mình là pin còn thời lượng bao nhiêu để còn thay ấy. Giờ mình thay sẵn rồi thì anh em yên tâm để dùng thôi. Mình bán chiếc 7 Plus này 128GB là 5.200.000 đồng nhá. Bảo hành 3 tháng và tặng bộ sạc cáp cho anh em này. Anh em nào đang yêu thích sản phẩm 7 Plus thì nhanh tay alo này 0358479029, Zalo 0979622994 anh em nhé. Tiếp theo là một chiếc A9 Pro. A9 Pro hôm nay thì là bản 2016 nhá. Đó, hình thức thì anh em nhìn ok chưa? Viền viết ok này, lưng liếc đẹp nhá. Viền thì tất nhiên ở chỗ này thì nó hơi bị xước một tẹo này, còn đâu là sẽ là đẹp nhá, không sao cả. Màn hình đẹp này, kính đẹp anh em nhá, màn hình trắng bốp này. A9 Pro này thì màn hình thiết kế khá là to nhá, pin 5000. Rất là nhiều anh em hỏi mình về con A9 Pro này. Con này là bản 2016 và bản 2026. Cấu hình thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB. RAM 4 anh em nhé, RAM của nó là RAM 4, bộ nhớ là 32GB. Mình nhầm nhé, con này thì hỗ trợ cả vân tay đầy đủ anh em ơi.
Con này 2 SIM 26 nhá, A9 Pro 2016. Mình đang bán là 2.100.000 đồng. Con này thì cổng sạc micro thì hỗ trợ cả sạc nhanh anh em nhé. A9 Pro 2016 mình đang bán là 2.100.000 đồng. Anh em nào yêu thích thì nhấc máy alo cho mình nhá. Tiếp đến là chiếc iPhone 6 64GB mất vân tay, máy màu đen anh em nhé, đen màu ghi ấy. Đây 6 nhá, 64GB, cảm chức con 6 ok hết anh em nhé. Con 664 ngày thì nó chỉ mất vân tay thôi, còn đâu là mọi thứ nó sẽ bình thường hết anh em nhé. 664GB quốc tế này, mất vân tay, mình đang bán là 1.300.000 anh em nhé, 1.300.000 đồng, iPhone 664GB mất vân tay. Anh em nào yêu thích thì alo cho mình. Tiếp theo là tới A5 2016, thì con này máy nguyên zin luôn này, nắp lưng mặt trước mặt sau thì đẹp, viền thì hơi sức phải tẹo thôi, nó là bản công ty 2 SIM anh em nhé. Đây để mở cho anh em xem này, A5 nhá, A5 2016, cấu hình của nó thì mình nghĩ là chỉ có khoảng 120 thôi, để mình xem bộ nhớ nhá. Dăm 2 nhá. Bộ nhớ này, bộ nhớ 16GB. Con này có hỗ trợ vân tay luôn anh em nhá. Máy thì màn hình Super AMOLED, cho nên là đó, cam trước cam sau cực kỳ ok. Thực ra là những con máy nào mà nó có màn hình Super AMOLED ấy, thì nó là một cái công nghệ đắt giá rồi, bởi vì là cái màn hình của nó giá thành rất là cao. Cái độ mượt mà nó trang bị cho thì cũng được ok nhá. Màn AMOLED thì anh em dùng cũng mượt mà hơn màn thường rất là nhiều. Con này thì là bản công ty 2 SIM anh em nhé, có hỗ trợ vân tay luôn. A5 2016 mình bán là 1.300.000 nhé, bảo hành 3 tháng hoặc tặng bộ sạc cáp zin cho anh em này. Nói chung là cái sản phẩm A5 này này, anh em cái màn nó đắt, rất là đắt nhé. Anh em dùng mà khi nào hỏng màn thì màn thay gần như là bằng cả cái máy rồi. Rồi, anh em nào yêu thích thì alo cho mình nhé. Qua số điện thoại là 035 87 9029, Zalo 0979 622 994. Đó, tiếp theo là một chiếc Mi 5 Plus nhé. Mi 5 Plus con này thì máy màu xanh này, máy màu xanh em nhé, có hỗ trợ vân tay đằng sau lưng này, và là máy 2 SIM nhé. Để mình qua cấu hình của nó này, Redmi 5 Plus con này là bản RAM 3 bộ nhớ 32GB, RAM 3 bộ nhớ 32GB anh em nhé, màn hình tràn viền luôn, cắm trước cắm sau khá là ok anh em nhé. Redmi 5 Plus này chơi game pin bủng cực kỳ ok anh em này. Xiaomi Redmi 5 Plus con này mình đang bán với giá là 1.300.000 đồng anh em nhé, 1.300.000 đồng, bảo hành 23 tháng và tặng bộ sạc cáp cho anh em này. Em nào yêu thích thì alo nhá, Xiaomi 5 Plus. Tiếp theo là một chiếc Z4 này. Z4 con này hình thức thì nói chung là sức phải nhẹ thôi, còn đâu là tất cả chưa đang ok. Con này cũng được trang bị màn hình AMOLED nhá, AMOLED này, cấu hình RAM 2 bộ nhớ 16, RAM 2 bộ nhớ 16 anh em nhé. Màn hình thì lớn hơn chiếc A5. Con này thì không có hỗ trợ vân tay, không có gì cả. Z4 bản 2 SIM. Pin của này thì nói chung là khỏi phải chê rồi, 2 SIM 2 sóng nhá. Một cái dòng máy phổ thông này thì rất là phù hợp với mọi lứa tuổi, chỉ với 1.200.000 thôi anh em nhé, 1.200.000, chính hãng Samsung. Anh em nào yêu thích thì alo chiếc Z4 trăm. Rồi là tới Oppo R7 Lite nhé. Oppo R7 Lite con này thì ngoại hình thì cũng khá là ok, vỏ là vỏ nhôm anh em nhé. R7 Lite thì được thiết kế màn hình AMOLED, cho nên là cho cái tác vụ xử lý nó cực kỳ mượt mà. Cấu hình thì RAM 2 bộ nhớ 16GB thôi, R7 Lite anh em nhé. Rồi, cam trước cam sau ok chưa? Đó, R7 Lite anh em nhé, Oppo R7 Lite, con này bán 1.100.000 thôi, bảo hành 3 tháng và tặng bộ sạc cáp này. Oppo R7 Lite 1.100.000 nhá. Mình nhớ cái hồi ngày xưa con R7 Lite này này mà thay màn hình cho khách ấy, toàn 1.200.000 đến 1.500.000 ấy. R7 Lite này anh em này, dùng cực kỳ ok luôn, anh em tự tìm hiểu nhá. Rồi, cuối cùng là một chiếc Z2 Prime trong buổi sáng ngày hôm nay. Z2 Prime này RAM 2 nhá, bộ nhớ 16GB, hình thức còn rất là ok, tất cả chức năng ok, cam trước cam sau đẹp này. Z2 này cũng được rất là nhiều người yêu thích. Thứ nhất là giá thành nó rẻ này,
Thứ hai này nó đã đáp ứng được tất cả các nhu cầu rồi. Prime 2 SIM 26 anh em nhé. Mình đang bán là 800.000 đồng, bảo hành 3 tháng và tặng bộ sạc cáp cho anh em này. Máy nguyên tem luôn anh em nhé. Prime này nguyên tem luôn. Rồi, chiếc Prime cũng là chiếc cuối cùng của loại này rồi. Anh em xem video thì đăng ký kênh, chưa đăng ký kênh bấm đăng ký kênh giúp mình. Thích video chia sẻ video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.